Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc phái xe bọc thép và xe tăng dài hàng km tại biên giới Trung Triều để phòng chính biến. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, một video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy trên đường cao tốc từ Thẩm Dương đến Đan Đông, các xe bọc thép và xe tăng lớn đã được điều tới. Từng chiếc một nối đuôi nhau kéo dài hàng km, trong đó có cả một sàn tàu để xe tăng lên bờ. Trong video có cho thấy 7 đến 8 loại xe tăng và xe bọc thép khác nhau. Trên đường có ít nhất các phương tiện giao thông khác và dọc đường không có người đi bộ nào, nhưng lại có những chiếc xe chở binh lính và tên lửa đi ngang qua. Nhiều người e ngại rằng biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã thực sự bước vào tình trạng khẩn cấp. Theo những người trong cuộc tiết lộ và tính mạng của Kim Jong-un đang gặp nguy hiểm hoặc có thể trở thành người thực vật, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã khẩn trương phái 300.000 binh sĩ của quân đoàn 78 tập trung tại sông Ấp Lục để ứng phó với tình huống có thể phát sinh đột biến ở Triều Tiên. Ngày 24 tháng 4, Cục Đường sắt Thẩm Dương đã thông báo dừng các chuyến tàu từ các thành phố phía Bắc đến Đan Đông và Hồn Xuân trong 3 tuần. Theo phân tích của các nhà bình luận chính trị cùng với kinh nghiệm trước đây khi biên giới Trung Triều căng thẳng, đây là tín hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đã khẩn trương chuyển quân sang biên giới giữa hai nước. Mục đích của việc điều động quân sự này có thể là ngăn chặn làn sóng người tị nạn đổ xô đến Trung Quốc sau khi Triều Tiên xảy ra hỗn loạn và chuẩn bị hỗ trợ một chế độ thân Trung Quốc mới sắp ra đời. Theo CNN, tính mạng của Kim Jong-un đang nguy kịch sau một ca phẫu thuật tim mạch thất bại. Ngay cả nếu như sống sót thì ông cũng thành tàn phế, mất khả năng hoạt động thân thể. Một số cư dân mạng suy luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng như vậy vì sợ bị diệt vong khi tình hình chính trị ở Bắc Triều Tiên đột biến. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là tin chính thức được đăng trên trang CNN chứ không phải là tin giả giống như một số YouTuber khác từng làm những tin không có thật, đó là những tin thất thiệt giật gân để câu like, câu view. Và đó là một điều làm cho giới YouTuber của chúng tôi có rất nhiều là thiệt thòi, bởi vì tin thật thì ít nhưng tin giả thì rất nhiều. Cho nên quý vị và các bạn khi xem các chương trình có những tin tức giật gân thì đó rất nhiều khả năng có thể là những tin giả, không có một sự thật nào xảy ra. Còn đây là tin chúng tôi dựa trên các báo chính thức và những báo uy tín lớn trên thế giới. Chúng tôi biên dịch và sau đó cho trình đọc lại cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi không có một ưu tiên nào cho những việc fake news và một số tin tức không chính hãng được thông tin đến với quý vị. Tin Việt Nam dù khá giả nhưng Phó Bí thư Đảng ủy xã vẫn gửi hai con vào hộ nghèo suốt 8 năm qua. Trong thời gian làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, ông Trương Công Thức hiện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú, hợp thức hóa gửi hai con trai vào một hộ nghèo. Trong thời gian làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, ông Trương Công Thức hợp thức hóa gửi hai con trai vào một hộ nghèo bị người dân phát giác. Ông Thức không những không bị xử lý mà sau đó còn được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Chuyện kỳ lạ này đang diễn ra tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc người dân nơi đây. Từ nguồn tin của người dân, phóng viên đã có mặt để vào cuộc điều tra, xác minh thông tin tại địa phương này. Thời điểm năm 2011, ông Trương Công Thức đương nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, nhưng đã hợp thức hóa bằng cách gửi hai người con trai vào hộ khẩu của nhà bà Trương Thị Hằng, em con nhà cậu là hộ nghèo của xã. Cụ thể, hai người con trai của ông Thức gồm Trương Thanh Tùng sinh năm 1992, Trương Thanh Lâm sinh năm 1999 được ghép vào hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng.
ngày vào sổ 10 tháng 7 năm 2011. Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên đã tìm đến của nhà ông Trương Công Thức. Có thể nói so với nhiều căn nhà trong xã Cẩm Phú, ngôi nhà này khá đàng hoàng. Ông LCD thôn Thái Long, xã Cẩm Phú nói không thể chấp nhận được một gia đình cán bộ đảng viên như ông Thức lại ghép con vào hộ nghèo để hưởng lợi chính sách nhà nước. Ông Trương Công Thức gửi con vào hộ nghèo, sự việc rõ như ban ngày, người dân nơi đây phản ứng nhưng không hiểu vì sao vừa qua ông Thức lại được giữ chức phó bí thư đảng ủy xã Cẩm Phú. Người dân chúng tôi không phục. Ông BDK 70 tuổi, thôn Hoàng Vĩnh, nguyên lãnh đạo xã có ý kiến. Làm việc với phóng viên, bà Trương Thị Lệ, cán bộ ban chính sách xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phú xác nhận gia đình bà Trương Thị Hằng thuộc diện hộ nghèo từ năm 2011 tới năm 2018. Gia đình bà Hằng thoát nghèo năm 2015. Qua kiểm tra trong sổ có tên Trương Thanh Tùng và Trương Thanh Lâm, cả hai là con của anh Trương Công Thức nhưng nằm trong hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng. Ông Bùi Văn Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phú cho biết năm 2011 anh Thức về xã nhận công tác và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phú. Việc anh Thức gửi hai người con vào sổ hộ nghèo là có thật, nhiều người dân đang bức xúc. Để thông tin khách quan sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Trương Công Thức. Ông Thức vừa được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trương Công Thức thừa nhận Trương Thanh Tùng và Trương Thanh Lâm đúng là con tôi, gia đình tôi gửi vào hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng. Tôi nghĩ gửi con vào hộ nghèo, sau này các con đi học có chút quyền lợi. Trương Thị Hằng là em con nhà cậu tôi, việc gửi các con vào hộ nghèo là sai. Theo điều tra của Dân Việt, ngoài việc gửi hai con vào hộ nghèo, ông Trương Công Thức còn bị người dân trên địa bàn tố có liên quan đến vụ đầu độc ao khiến cho ếch của một hộ nông dân trong xã chết hàng loạt. Sự việc này cũng đã kéo dài, chưa có kết luận cuối cùng. Tôi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện vào cuộc xác minh sự việc, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện ông Trương Công Thức vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Nếu kiểm tra thấy có sai phạm, huyện sẽ tiến hành bãi bỏ chức vụ đối với ông Thức. Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư huyện ủy huyện Cẩm Thủy khẳng định. Đảng công nhận Việt Nam Cộng Hòa để bác bỏ công hàm của ông Phạm Văn Đồng gửi cho Trung Quốc năm 1958. Trung Quốc tới nay vẫn sử dụng thư của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958, nói đây là chứng cứ Việt Nam từ bỏ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Vậy đánh giá mới nhất của các chuyên gia Việt Nam như thế nào? Hôm 17 tháng 4 năm 2020, bản công hàm từ năm 1958 do người đứng đầu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi cho người đồng cấp Chu Ân Lai của phía Trung Quốc đã được Bắc Kinh viện dẫn trong công hàm CML42/2020 gửi Liên Hợp Quốc. Cùng lúc Bắc Kinh có các cáo buộc nói Việt Nam xâm phạm chủ quyền, xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc. Liệu đây có phải là một bước leo thang tuyên chiến của Bắc Kinh hay không? Bình luận về động thái này, Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên Phó Chủ thủ trưởng Ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam, hiện là Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển từ Hà Nội nói: trước hết, đây là một bước leo thang mới của Trung Quốc trong việc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông của họ đã thể hiện rất rõ. Ngay tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Tây Sa, Hoàng Sa và Nam Sa, tức Trường Sa, là thuộc về Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải rút, và họ tuyên bố rằng Việt Nam đã chiếm những đảo và thực thể của Việt Nam hiện nay, Việt Nam đang chấn giữ một cách hợp pháp, thì họ bảo rằng đó là những vị trí mà Việt Nam đã xâm lược cũng như đã chiếm giữ bất hợp pháp. Thì đây, theo tôi, gần như một tuyên bố có thể nói rằng tuyên bố rồi. Đồng thời họ nói là họ sẽ bảo vệ lợi ích của những vùng biển này cũng như các đảo này bằng mọi phương tiện và một cách kiên quyết, thì giới chuyên gia đã bình luận đây là một lời đe dọa về dùng vũ lực rồi, không phải là bình thường nữa. Liên quan đến việc Trung Quốc công bố viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, ông Hoàng Ngọc Giao bình luận:
Theo tôi tới lúc này, đây là câu chuyện có thể sẽ nằm trong nghị trình của một phiên giải quyết tranh chấp xét xử tại một cơ quan tài phán quốc tế rằng là công hàm này có giá trị pháp lý như thế nào và đến đâu. Trung Quốc đã dám công bố viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng thì họ có dám ra trước cơ quan tài phán quốc tế để tranh luận, tranh lý với Việt Nam về giá trị của công hàm này và rộng hơn là tranh luận đi đến phán xử, phán quyết về ai mới là người chủ quyền thực sự của Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Vì lúc đó phía Việt Nam trong hồ sơ gửi kiện cũng phải chuẩn bị cho kỹ. Riêng cá nhân tôi với tư cách chuyên gia, tôi đồng tình với những quan điểm cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng này không có giá trị pháp lý nào cả. Bởi vì căn cứ vào Hiệp định Geneva năm 1954 về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam, chia đất nước Việt Nam thành hai miền, chính trong hiệp định đó đã quy định rất rõ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền phía Nam dưới vĩ tuyến 17 và như vậy thực sự thuộc thuộc về quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Theo chuyên gia luật học này, công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 không có giá trị pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa và có thể được vô hiệu hóa. Nhưng đánh đổi lại, nhà nước Việt Nam hiện nay phải có sự đánh đổi chính trị hay thay đổi về quan niệm và nhìn nhận lịch sử với một nhà nước đã bị đánh sập 45 năm trở về trước ở miền Nam Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Giao nói tiếp. Thế thì từ trước đến nay chính quyền ở Bắc Việt Nam và kể cả chính quyền Việt Nam bây giờ trong các giới học thuật, đặc biệt là học thuật về luật quốc tế, người ta vì những mục đích chính trị cho nên người ta không chấp nhận Việt Nam Cộng Hòa như một chủ thể độc lập của công pháp quốc tế. Và vì thế cho nên điều này cuối cùng xảy ra công hàm bất lợi thì bây giờ nhà nước và chính phủ Việt Nam hiện nay mới bắt đầu nhận thấy một điều là nếu như mình phủ nhận sự tồn tại của một chính phủ, của một nhà nước chính danh phù hợp với luật pháp quốc tế, đó là Việt Nam Cộng Hòa, thì nó lại gây lại cho câu chuyện đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Do vậy, hiện nay, quan điểm chính thức của những người lãnh đạo Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn không thể phủ nhận vai trò chính danh của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước đây, trước 30 tháng 4 năm 1975, và điều này chỉ có lợi cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và nó làm vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng 1958. Tất nhiên bên cạnh việc công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị ở chỗ là anh không thể công nhận cái gì mà anh không có được, thì ở đây còn một ý nữa là công hàm này, như nhiều chuyên gia đã nói, đó là ở cấp thủ tướng, không phải là cấp đại diện quốc gia, là một nguyên thủ quốc gia và chưa được quốc hội phê chuẩn. Bởi vì những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ quốc gia bao giờ cũng phải có sự phê chuẩn của quốc hội, và vì thế cho nên về giá trị pháp lý của nó thì nó cũng không có giá trị pháp lý ở chỗ đó nữa. Điểm thứ ba nữa là công hàm Phạm Văn Đồng nó phản ánh như một động thái chính trị phe nhóm với nhau, cùng là phe cộng sản thời đó Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam để đánh Mỹ. Thế thì nó có thể hiểu như thế nào về một tuyên bố chính trị, một động thái chính trị giữa hai bên chứ không thể coi nó là giá trị pháp lý gì hết. Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên phó thủ trưởng, vụ trưởng Ban biên giới Việt Nam, chính phủ Việt Nam đưa ra nhận định. Hôm 23 tháng 4 trả lời câu hỏi của khán thính giả gửi cho một chương trình bình luận trực tuyến của BBC News tiếng Việt hỏi rằng công hàm Phạm Văn Đồng 1958 gây khó khăn pháp lý gì cho cuộc đấu tranh về chủ quyền quốc gia và biển đảo của Việt Nam hiện nay. Từ Đại học Gerald Marsden, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia chính trị học và bang giao quốc tế nói, thực sự thì Trung Quốc đang bám vào cái đó và bảo rằng Việt Nam đã công nhận những điều khoản của họ rồi. Nhưng ngược lại, chúng ta thấy có một số sự kiện cho thấy là Việt Nam cũng tương tự thay đổi. Ngày xưa khi ông Nguyễn Tân Dũng còn làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thì ông cũng nói rằng vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thường thường nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi đó là chính quyền ngụy quyền và không có giá trị thẩm quyền gì cả. Nhưng bây giờ Việt Nam chứng nhận là có, như vậy có nghĩa là bảo rằng nếu là do Việt Nam Cộng Hòa quản lý thì công hàm Phạm Văn Đồng tự nó không có hiệu quả gì cả. Bởi vì theo quan niệm gọi là chuyển quyền từ chính phủ này sang chính phủ khác thì chính phủ miền Bắc
khi lãnh thêm miền Nam vào miền Bắc thì lãnh thêm cả những tiêu sản và tích sản, những quyền lợi và nghĩa vụ. Nếu theo quan điểm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì miền Bắc chỉ thừa hưởng của miền Nam Cộng Hòa, do đó không chịu trách nhiệm, bởi vì đã không có nghĩa vụ thì miền Bắc không có nghĩa vụ. Đặc biệt là bây giờ trong Liên Hợp Quốc chúng ta thấy có văn bản rõ rệt vào tháng Giêng năm 1974 thì xảy ra vụ đó, thì ông Ngoại trưởng của Việt Nam Cộng Hòa là ông Vương Xuân Bắc đã viết văn thư cho ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và yêu cầu đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam Cộng Hòa đã lên án Trung Quốc là xâm lấn Việt Nam. Thành ra trong những văn bản đó là những văn bản đã có ở trong Liên Hợp Quốc rồi, và theo luật pháp quốc tế thì nó cũng đúng. Cho nên đã có những động thái đó, còn bây giờ chúng ta chưa thấy tiếp tục từ hồi ông Nguyễn Tấn Dũng nói câu đó thì sau này chúng ta chưa thấy gì cả. Từ Đại học Maine, Hoa Kỳ, giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà nghiên cứu Trung Quốc, học bình luận. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ủng hộ vấn đề là xung quanh các nước hay xung quanh các đảo thì được 12 hải lý thế thôi, chứ không phải là chấp nhận là Trung Quốc có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Mà cũng giống như giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng vừa nói, vấn đề này không có động chạm gì đến vấn đề chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ngoài ra tôi cũng cho rằng việc này chỉ có một công thư của Thủ tướng công nhận vấn đề ở trên biển, vấn đề 12 hải lý thôi. Nhưng mà cái đó không được chính quyền Việt Nam, trong đó có quốc hội, trong đó có chủ tịch nước ủy quyền. Do đó Trung Quốc không thể dùng công thư đó để nói rằng là Việt Nam đã nhường chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc. Tiến sĩ Vũ Cao Phan, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Trung, nhà nghiên cứu chính trị học thuộc Đại học Bình Dương, nêu nhận định. Năm ngoái Trung Quốc đến bãi Tư Chính chủ yếu là để cản trở Việt Nam ở mỏ sao vàng Đại Nguyệt. Họ thất bại vì cuối cùng Việt Nam vẫn hạ đặt được đến giàn khoan ở đây. Trong công bố nghiên cứu mới vấn đề Biển Đông, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, tôi có viết rất nhiều rằng điều quan trọng là mặc dù mọi cản trở từ phía Trung Quốc, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ở khu vực này. Năm nay Việt Nam tiếp tục đặt giàn khoan ở đây, Trung Quốc cũng biết vậy nên sẽ quyết tâm phá. Bởi vậy dự báo của chúng tôi là tình hình sẽ căng thẳng và các hoạt động của Trung Quốc gồm cả sâu chuỗi từ việc đâm chìm tàu cá cho đến động thái khác là đòn ra tay trước. Tình hình đại dịch COVID virus Vũ Hán, sáng ngày 28 tháng 4, Việt Nam không có ca nhiễm mới, toàn cầu gần 1 triệu ca phục hồi. Việt Nam tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số ca khỏi bệnh trên toàn thế giới đang tiến dần đến con số 1 triệu. Lãnh đạo của WHO lo ngại virus Vũ Hán còn lâu mới kết thúc và đang làm gián đoạn các dịch vụ y tế thông thường khác. Theo thống kê của hãng thông tấn AFP, tính đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.059.081 ca nhiễm, trong đó có 211.202 ca tử vong. Hiện Mỹ là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 1.008.043 trường hợp, trong đó có 56.649 trường hợp tử vong. Việt Nam 12 ngày qua không có ca mắc mới trong cộng đồng. Theo cập nhật lúc 6 giờ ngày 28 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch virus Vũ Hán, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới virus Vũ Hán nào. Hiện đã có 6 ca bệnh có kết quả xét nghiệm 2 lần trở nên âm tính với virus SARS-CoV-2 và có 8 ca có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Tính từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay là 270, trong đó có 130 ca từ nước ngoài. Tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh ra viện là 222, còn lại 48 người đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 ca nghi ngờ dương tính, lại là bệnh nhân 74 ở Phú Thọ, bệnh nhân 207 và 224 ở thành phố Hồ Chí Minh. Các ca này hiện đã được đưa vào bệnh viện chuyên điều trị virus Vũ Hán tiếp tục theo dõi. Chỉ 19 bang ở Mỹ sẵn sàng mở cửa kinh tế sau ngày 1 tháng 5. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard vừa
hoàn tất một phân tích về mức độ sẵn sàng mở cửa của các tiểu bang Mỹ. Kết quả cho thấy chỉ có 19 bang đủ điều kiện dựa trên số lượng người được xét nghiệm, 31 bang còn lại và thủ đô Washington vẫn chưa thực sự an toàn để nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 1 tháng 5. Chẳng hạn tâm dịch New York sẽ cần xét nghiệm 135.000 đến 155.000 người mỗi ngày nếu muốn mở cửa vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, trung bình hiện tại bang này chỉ xét nghiệm được khoảng 20.000 trường hợp mỗi ngày. Nhóm chuyên gia Harvard tính toán nếu như Mỹ muốn nối lại các hoạt động kinh tế trên toàn quốc, cần thiết phải xét nghiệm ít nhất 500.000 người mỗi ngày. Trung Quốc ghi nhận 6 ca nhiễm mới. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 28 tháng 4 thông báo tính đến hết ngày 27 tháng 4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 6 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với 3 ca của ngày hôm trước. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 40 ca nhiễm, không triệu chứng trong cùng thời gian, tăng 15 ca so với ngày 27 tháng 4. Tổng số ca tử vong tại Trung Quốc vẫn ở nguyên con số 4.633 do không có ca tử vong mới trong ngày 27 tháng 4. WHO đại dịch còn lâu mới kết thúc. Phát biểu trong cuộc họp báo cuối ngày 27 tháng 4 giờ Việt Nam, Giám đốc WHO Tedros lo ngại đại dịch virus Vũ Hán còn lâu mới kết thúc và đang làm gián đoạn các dịch vụ y tế thông thường khác. Chúng ta vẫn còn một con đường dài và nhiều thứ phải làm ở phía trước. Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng thế giới có thể ngăn chặn đợt bùng phát dịch thứ hai bằng các hành động đúng đắn. Người đứng đầu của WHO cũng lo lắng dịch bệnh đang khiến cho trẻ em trở thành đối tượng bị thiệt thòi nhất. Dù tỷ lệ trẻ em mắc virus Vũ Hán và tử vong rất thấp, nhưng đại dịch đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng thông thường. Điều đó khiến cho các em đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn vì những căn bệnh đã có thể phòng ngừa bằng vaccine. Ông Tedros lập luận, Anh hỗ trợ 60.000 bảng Anh cho mỗi nhân viên y tế tử vong khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock câu thông báo trong nỗ lực chia sẻ khó khăn và ổn định cuộc sống sau đại dịch. Mỗi gia đình của nhân viên y tế chết vì virus Vũ Hán sẽ nhận được ít nhất 60.000 bảng Anh hỗ trợ khoảng 74.400 đô la Mỹ. Các nhân viên y tế ở đây bao gồm cả các bác sĩ tuyến đầu, điều dưỡng viên và những người làm việc dọn dẹp khuân vác trong các bệnh viện điều trị virus Vũ Hán nhưng chẳng may nhiễm bệnh rồi qua đời. Có ít nhất 98 trường hợp như vậy đã được ghi nhận tại Anh Quốc. Theo ông Hancock, quy định này chỉ áp dụng riêng tại Vương quốc Anh, Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales sẽ nhận thêm các khoản hỗ trợ khác tương tự. Chính phủ Anh đã huy động hàng ngàn nhân viên y tế về hưu và sinh viên ngành y năm cuối cho cuộc chiến chống virus Vũ Hán. Pháp phát 27 triệu khẩu trang tuần cho người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Pháp Albania, từ tình trạng thiếu hụt khẩu trang tại nước này về cơ bản đã được giải quyết nhờ vào việc tăng cường nhập khẩu và đẩy mạnh sản xuất. Bà Rudecher đặt mục tiêu sẽ phát được ít nhất 27 triệu khẩu trang trong tuần cho người dân. Những chiếc khẩu trang này sẽ ghi rõ số lần có thể giặt và tái sử dụng. Hiện Pháp đang đặt mục tiêu sản xuất 20 triệu khẩu trang trong mỗi tuần trước cuối tháng 5, trong đó tập trung vào những loại cần cho nhân viên y tế như N95. Argentina cấm bay thương mại đến hết tháng 9. Cục Hàng không Dân dụng Quốc gia Argentina ngày 27 tháng 4 đã yêu cầu các hãng bay ngừng bán mọi loại vé đến và đi từ nước này từ nay cho đến hết tháng 9 năm 2020. Lệnh cấm cũng áp dụng với tất cả các chuyến bay nội địa. Cơ quan này khẳng định lệnh cấm sẽ dễ hiểu và hợp lý để đối phó với dịch virus Vũ Hán. Theo hãng tin Reuters, nhiều quốc gia Nam Mỹ như Ecuador, Peru và Colombia đã cấm tất cả các chuyến bay thương mại trong thời điểm hiện tại, nhưng không có quốc gia nào kéo dài lệnh cấm xa như Argentina. Yêu cầu mới đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của các hãng hàng không Argentina, đặc biệt là những hãng hàng không giá rẻ, quy mô nhỏ. Nhà chức trách Nga xác nhận số nhiễm virus Vũ Hán 19 tại nước này đã lên đến
87.147 người, cao hơn con số 82.830 do Trung Quốc công bố chính thức. Mặc dù vậy, số ca tử vong tại Nga ít hơn với 794 người tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2020 với 4.633 người ở Trung Quốc. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm tại 1.000 nhà máy điện ở Nga, bao gồm cả các nhà máy hạt nhân, hơn 200.000 nhân viên đã được xét nghiệm virus Vũ Hán và Corona theo Bộ Năng lượng Nga. Theo số liệu cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế Tây Ban Nha, công bố ngày 27 tháng 4, nước này đã có 100.875 bệnh nhân bình phục, tăng 2.144 người. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng lên 331 ca, lên 23.521 ca. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng phát hiện 1.831 ca mắc virus Vũ Hán mới và nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 209.465. Tây Ban Nha đang dần lới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, các nhà máy và công ty bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, ngày 26 tháng 4, lần đầu tiên sau 6 tuần, trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà đi dạo phố. Trong khi đó, Iran, một điểm nóng của dịch virus Vũ Hán tại Trung Đông, Bộ Y tế thông báo nước này đã ghi nhận 5.806 ca tử vong, tăng 96 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 991 trường hợp, lần đầu tiên tăng dưới 1.000 ca trong hơn một tháng qua. Hiện tổng số ca được chẩn đoán mắc virus Vũ Hán ở Iran là 91.472 người. Hiện Iran đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế như cho phép việc từng bước mở lại các cửa hàng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại trong đất nước từ ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, các trường học, đền thờ, rạp, chiếu phim cũng như các địa điểm công cộng khác vẫn đóng cửa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.